Mới đây tại trụ sở Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang đã ký thỏa thuận phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2022-2025. Thỏa thuận này nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về những vấn đề được các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội quan tâm trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận xã hội với việc triển khai các kế hoạch dự án phát triển kinh tế xã hội của ngành công thương phản ánh kịp thời chủ trương chính sách của đảng và nhà nước sự điều hành của chính phủ nói chung và của bộ công thương nói riêng đối với những vấn đề phát triển công nghiệp thương mại năng lượng trong cả nước tăng cường sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên hiệu quả giữa bộ công thương và đài truyền hình việt nam trong công tác truyền thông những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành công thương tạo điều kiện thuận lợi để bộ công thương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị góp phần giữ vững ổn định chính trị đảm bảo an ninh trật tự xã hội thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển